Các bạn hôm nay giới thiệu các bạn máy cắt củ quả. Với mẫu máy cắt củ quả này, các bạn có thể cắt đầy củ quả như khoai tây chiên. Với đường kính này là đường kính dao này, đường kính là 9 ly nhá. 9 ly nhá. Đấy, đường kính là 9 ly. Đấy. Có hai chế độ mình giới thiệu qua chế độ này. Một là chế độ tự động này, tự động này. Đây là bật nguồn này, bột nguồn lên này, chế độ tự động này. Sẽ là sử dụng bằng tay này, nhân tay nhấn là cái này. Đó. Nó về nó tự động nó dừng lại này. Thế nhấn thêm cái nữa này. Nó đặt này. Đó, còn đây là tự động này. Tự động này. Đó. Nó sẽ tự động nó đẩy đi đẩy lại nhá. Đấy. Đấy, tắt nguồn này. Đó, tắt nguồn này. Đó, bắt đầu mình chạy nhá. Mình chạy cái bằng bằng tay trước nhá, bằng cái tay trước này. Bật tay này này. Thì để đây nè, ví dụ cho các bạn để đây nhá. Đấy, đưa cái đầu to vào nhá. Đấy. Đủ nữa. À, bàn tay này. Như sử dụng bàn tay này. Đấy. Thấy chưa? Thấy chưa? Thật đẹp. Dao đấy rồi, sao mượn này. Đo lại, đo lại. Chín ly. Chín ly. Đấy, 9 ly. Đấy. Có cái gì có nhóm không? 9 ly. Có cái gì có nhóm nhất không? Dạ. Đấy, rất đẹp nhá. Còn đây là ta để chế độ tự động này. Ta để chế độ tự động này. Bạn đây này, bật chế độ tự động này. Đấy. Rồi. Tắt. Đấy. Đấy cũng là 9 ly thôi nha. 9 ly. Đấy. Các bạn mua máy liên hệ có số điện thoại 0934482 0904432411. Website sửa máy Thanh Hóa có địa chỉ ở 79 Phong Bảo, Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Ở đây mình còn khuôn này, không nhiều lại khuôn thay, có thể thay thế khuôn nhá. Đấy nhá, 5 ly, 7 ly. Cảm ơn các bạn rất nhiều.